Mấy ngày hôm nay thì thời tiết rất là nóng ở bên mình, nhiệt độ lên tới 30 đến 35 độ C. Thì mọi người ùn ùn kéo nhau đi biển hết, nào là đi biển rồi đi rừng, đi núi các thứ. Thì mình quyết định là ngày mai mình sẽ đi một trung tâm mua sắm rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Và nếu như các bạn muốn biết đấy là đâu thì nào cùng theo chân mình nhé. Không để các bạn đợi lâu thì đây, ngay trước mắt chúng ta chính là khu mua sắm Bicester Village, một trong những khu mua sắm nổi tiếng bậc nhất của nước Anh. Theo như mình được biết thì ở trên thế giới có 11 ngôi làng như thế này, nằm ở châu Âu và châu Á. Ở châu Á thì có hai ngôi làng nằm ở tỉnh Tô Châu và Thượng Hải của Trung Quốc, còn lại thì hầu hết tập trung ở châu Âu, như là ở Pháp này, ở Ý này, ở Milan, và rất may mắn là ở Anh Quốc mình thì cũng có một ngôi làng như thế này. Và một điều lưu ý nhỏ cho các bạn ở bên này ấy, khi mà các bạn sang đường thì mình khuyên là các bạn nên chú ý hai bên đường, và nếu mà không có xe thì hẵng sang ấy, tại vì nó không giống như ở Việt Nam, khi mà nó thấy người sang đường nó sẽ nhường đâu, mà nó cứ lao thôi ấy. Nếu như bạn bị húc thì bạn sẽ là người phải đền tiền chứ không phải là người húc bạn. Cho nên là khi mà qua đường thì nên cẩn thận một chút, không là lại ăn đập bờ ăn cứt. Và ở bên này thì hiện đang vẫn đang trong thời gian dịch ấy, cho nên là khá là vắng. Và như các bạn có nhìn thấy ở trước cửa vào ấy thì là mỗi một cổng vào đều sẽ có một cái bốt như vậy để cho họ kiểm tra thân nhiệt mỗi người ấy. Nếu như mà ai có điều gì bất thường thì chắc là sẽ được đưa đi. Và cuối cùng thì mình cũng thông chốt thành công, không có vấn đề gì về sức khỏe. Và ngay trước mắt các bạn thì chính là store của Gucci, ngôi nhà màu xanh này kìa. Và Gucci ở đây thì là một trong những store lớn nhất của Mr. Village và cũng gần như là đắt đỏ nhất. Và trước khi đi thăm chi tiết từng nhãn hàng thì mình xin gửi đến các bạn một vài hình ảnh mình đã quay được để các bạn có thể có thêm cái nhìn khái quát về khu trung tâm mua sắm này. Thank you.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi bên trái trước nhá. Có New Balance này, một nhãn hàng giày, một nhãn hàng chuyên bán giày thể thao về chạy bộ. Ở Việt Nam mình thì bán khá nhiều ở chợ Đồng Xuân, chợ Xanh, với giá khoảng tầm vài trăm nghìn một đôi. Thực ra thì giày này cũng không đắt đấy, tính là tiền mua ở bên này về Việt Nam cũng chỉ khoảng tầm triệu, triệu rưỡi một đôi. Nó không đắt như là Nike hoặc là Adidas. Và hôm nay thì mình thấy khá là vắng bởi vì dịch ấy. Mọi khi mình đến Mr. Village thì mọi người đi mua sắm chật ních luôn, như kiểu là ngày hội ấy. Kiểu chen chúc nhau di chuyển từng tí một ở trước cửa những cái cửa hàng này này. Họ xếp hàng dài hàng mấy chục mét rồi. Nói chung là lạ lắm, như thế này thì mình thấy nó đỡ hơn, thông thoáng, không chật chội, không chen chúc. Ở bên này ấy, thì mình thấy người dân Anh ấy, họ đi mua sắm ở đây cực kỳ ít. Hầu hết là người các nước khác và người Ấn Độ và người Trung Quốc là nhiều nhất. Người Ấn Độ thì họ mua về để họ dùng, còn mình thấy là người Trung Quốc ấy, người ta sang bên này, những người mà người ta có thể đi về thường xuyên ấy, thì họ hay sang đây họ mua những cái đồ bên này. Ví dụ như là một cái ví có giá khoảng tầm 500 bảng ấy, thì vào những cái đợt mùa sale, mùa giảm giá như kiểu Noel hay là Black Friday ấy, thì là nó sẽ giảm giá 30%, 50%, có nhiều khi nó sẽ giảm giá đến tận 70% ấy. Thì họ mua ở trên này, bên này một cái túi như vậy khoảng 500 thì mang về nước họ họ bán, thì họ ăn cái tiền phần trăm mà tiền 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 mà khi mà được giảm giá ấy. Thì một cái túi 500 như vậy thì cũng ăn lãi được nhiều phết ấy. Một túi lãi vài triệu. Mà mình phải công nhận là ở bên này ấy, thì dân Ấn Độ với dân Trung Quốc giàu thật sự. Có một lần mình đã tận mắt mình chứng kiến có một gia đình Ấn Độ ấy, họ sang đây du lịch thôi, và khi mà đi vào một cái cửa tiệm của Michael Kors ấy, thì một cái túi của Michael Kors thì nó rơi vào giá khoảng tầm 2 đến 300, sau khi giảm giá thì chắc là còn khoảng tầm 150 đến 200, thì nó cũng rơi khoảng tầm 3 đến 4 triệu rưỡi đến 6 triệu của Việt Nam. Mà mình thấy gia đình họ ấy vác hẳn cái túi ni lông đen, túi 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 bóng đen để đựng rác 50 lít ấy, 50 cân ấy. Họ vào họ mua khoảng tầm 10 đến 15 cái túi. Và khi mà hỏi là họ mua làm gì nhiều thế thì bảo mua về để làm quà thôi. Đúng là kiểu người ăn không hết một thằng thì lần không ra. Ở dưới đường thì mình nhìn thấy là có rất nhiều những cái miếng dán ghi là 2 mét này, là để kiểu thông báo cho mọi người là khi mà xếp hàng hay là khi mà di chuyển đấy ở đây ấy, thì là nên cách nhau 2 mét để tránh kiểu lây lan dịch bệnh ấy, tại vì đang trong thời điểm dịch. Ở đây thì họ làm rất là nhiều những tiểu cảnh đẹp, mình thấy khá là giống ở Việt Nam ấy. Ở Việt Nam mình có nhiều khu rất là đẹp nhé, cũng làm những cái tiểu cảnh như này này, như kiểu khu resort Hòn Gióng ở Đồ Sơn hay là ở Đà Nẵng, Đà Lạt các thứ ấy, họ làm những cái công trình như này rất là đẹp. Này, ở đây họ viết cái gì đây? The beer are the happy that you like like them, but perfect if you do not try. Thực sự là để cái bảng ở đây thì chắc là cũng chả có ai đọc đâu. Hai con gấu nhìn nhau. Cái hiệu Coach này, Coach thì chuyên bán túi và đồ nữ trang, quần áo, cũng giá cả thì cũng không đến nỗi đắt lắm, nó rơi vào tầm trung, nó không đến mức vài nghìn một cái túi, một đôi giày như là của Gucci hay là D&G mà nó chỉ khoảng tầm vài trăm thôi, thì nói chung nó vẫn có thể sử dụng. Đây này, một cái túi Fendi như thế này ấy, nó rơi vào khoảng tầm 1 đến 2 nghìn ấy, 3 nghìn cũng có, nhưng mà ở đây giảm giá thì khi mà mình mua thì chắc chỉ còn khoảng 1,5 nghìn, giảm 30%, lúc nào cũng giảm 25-30%, và những dịp lễ thì nó sẽ giảm nhiều hơn 50%.
Đây, trước cửa tất cả những cái cửa hiệu ở đây này thì đều có một cái tấm bảng là chỉ cho 4 người vào store cùng một lúc ấy. Tại vì mình thấy nước Anh bây giờ cũng đang thuộc vào trong một trong những cái nước mà như kiểu chạy đua với dịch ấy, đua top xem là nước nào được nhiều người mắc dịch hay là nhiều nhiều người chết hơn hay sao ấy. Bây giờ thì nước Anh chắc là vào top 5 rồi. Và một buổi khác thì mình sẽ làm một cái video quay cho các bạn xem về tình hình phòng dịch của nước Anh như thế nào. Bên này họ chả sợ gì dịch đâu. Mình thấy cứ kiểu chả ai đeo khẩu trang, chỉ có người châu Á mình như kiểu người Trung Quốc, người Thái Lan hay người Việt Nam thì đeo khẩu trang sợ dịch cơ, chứ còn Tây họ chả sợ đâu. Và những cái mùa dịch như này mà kiểu họ được nghỉ ở nhà không phải đi làm ấy, nhưng mà những cái khu công cộng như kiểu công viên hay là khu kiểu tập trung người vào những ngày cuối tuần ấy thì bây giờ là cả tuần nó sẽ đông luôn. Ở đây cũng có rất là nhiều quán ăn và từ khắp nơi trên thế giới ấy. Đồ ăn của Pháp này, của Trung Quốc này, đồ ăn của Hàn, của Nhật, sushi các thứ đều mình thấy đều có ấy. Nhưng mà chắc là không 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 được ngon bằng những cái cửa tiệm họ chuyên làm về những cái món ăn đấy. Ở đây mình thích nhất là ăn cái bánh bao của Trung Quốc. Có một cái tiệm bánh bao, tiệm mì rất là ngon. Và lần nào đến đây thì mình cũng phải ăn là
Giày của Jimmy Choo này trông khá là lạ. Một đôi như vậy thì có giá khoảng tầm từ 500 đến 700 bảng Anh, khoảng tầm 15 triệu, 15 đến 18 triệu. Túi của Dolce, đồ của Dolce thì mình khá là kiểu độc và lạ, màu mè hoa văn các kiểu. Mình cũng không hiểu sao tại sao những cái đồ này nó lại đắt như thế, vài nghìn bảng một cái áo. Cái áo này này nó rơi vào khoảng tầm nghìn đến nghìn đến nghìn rưỡi, khá là đắt. Mình nghĩ là do họ làm kiểu thủ công ấy cho nên là nó mới đắt lên như vậy. Đây này, các cụ già. Hiện tại thì bên này đang là 6 giờ tối rồi ấy, mà các bạn nhìn trời này vẫn còn nắng chang chang luôn. Ở bên này vào mùa hè ấy thì trời sẽ nắng đến khoảng tầm 9 10 giờ tối. Có những hôm mà 10 giờ mình kiểu chuẩn bị đi ngủ rồi mà bên ngoài cửa sổ vẫn có nắng chiếu vào ấy. Cho nên khi mà mới sang đây ấy, mình khá là khó để có thể làm quen được với cái kiểu khung giờ bên này ấy. Alexander McQueen, Balenciaga. Đây, những cái đôi giày như thế này này, khi mà ở những cái store không phải là store outlet ấy, thì nó có giá khoảng tầm 300 400, nhưng mà ở đây thì nó chỉ còn khoảng tầm 200 thôi, 6 triệu đến 7 triệu Việt Nam. Mà nó cũng không phải là nỗi mốt lắm, nó chỉ là kiểu mốt năm trước thôi đấy. Và rất nhiều người thì họ vẫn đi săn những cái đồ như vậy để bán và nhiều khi là để dùng nữa. Người Việt Nam bên này ăn chơi lắm, toàn dùng đồ hiệu. Tây thì họ toàn mua những cái túi của kiểu Zara hay là Topshop các thứ, vài chục, 100 200. Còn người Việt Nam bên này á, đã chơi túi là phải túi của Prada, Gucci hay là kiểu Dior ấy, 1.000 2.000. Ăn chơi lắm. Xe thì cũng toàn xe đẹp, Tây thì toàn đi với cái kiểu Romeo hay là kiểu Nissan, Nissan, kiểu xe rẻ ấy. Còn người Việt bên này á, toàn Audi, Mercedes, rồi BMW, BMW. Polo này, Polo thì họ ở đây họ có hai store, một store là đồ của người lớn và cái store mình đang đứng đây thì là đồ của trẻ con, bán tất cả những cái đồ của trẻ con. Đây, cái máy chơi game thằng con đang chơi ấy. Ở đây còn có cả một cái khu kiểu họ làm những cái trò chơi, công viên nhỏ nhỏ để cho bọn trẻ con nó chơi ấy. Cho người lớn đi mua đồ, trẻ con thì chơi ở đấy có người trông. Đây, áo này, shirt 30 đồng, 1 triệu. Một set như thế này thì rơi vào khoảng tầm 200, khoảng tầm 7 triệu Việt Nam. Ở đây họ đặt rất là nhiều những cái mẫu, kiểu mẫu mới ở ngoài giữa đường để cho người ta xem, người ta ngắm ấy. Kiểu nhiều người người ta sẽ kiểu không 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 muốn vào store mà chỉ lượn qua lượn lại thôi, nhưng mà khi mà nhìn thấy những cái đồ như này mà nếu mà họ thích ấy, thì họ sẽ vào. Còn như mình thì nếu mà mình chú ý là mình đến mình mua một cái đồ gì đấy thì mình mới vào thôi, còn lại không thì chắc là mình chỉ đi lướt qua thôi chứ mình chả bao giờ mình vào những cái store linh tinh, kiểu mình không có ý để mua một cái gì đấy đấy thì mình cũng không vào đâu, trừ khi là đi chơi đi ngắm cùng với mấy bà đàn bà thì mới vào bên trong thôi, chứ còn không thì mình chỉ mua cái gì rồi mình đến và mình kiểu mua xong rồi đi thôi. Đây có con voi này, được làm bằng gỗ. Hai mẹ con nhà voi. Đây hình như là được làm từ trúc hay là làm từ cây gì, cây mây hay sao ấy. Đây họ có cái biển, ghi cái gì không biết. Để mình lại xem. Đây, đây chính là polo của người lớn. Và đây là cổng đi ra.
Khi mà đi hết cái khu mua sắm này thì đây chính là cổng ra, ra cái bãi đỗ xe. Thật sự thì ở đây rất là rộng, rất là nhiều các nhãn hàng, mình lượn đến nửa ngày. À, đây các bạn có thấy không? Đây chính là cái nhà để đợi xe bus, cái khu vực để đợi xe bus. Ở đây thì họ sẽ phục vụ xe bus để đưa đón các bạn, có thể là từ bến tàu để đi vào đây hoặc là từ những cái nơi xa ấy, thì họ đi trực tiếp những cái tour đi đến Mr. Vịt Thăm Thú ở đây ấy. Cái bãi đỗ xe ở đây rất là rộng, nó có 3 bãi đỗ xe và đây là bãi đỗ xe chính. Ở đây thì nó theo như mình biết thì là họ sẽ đỗ được khoảng tầm 3.000 xe, còn lại hai bãi đỗ xe khác là sẽ có sức chứa khoảng tầm 2.000 đến hơn 2.000 chỗ đỗ xe nữa. Bình thường thì ở đây rất là đông nhưng mà ngày hôm nay thì theo như mình thấy thì khá là vắng, bởi có lẽ là dịch thì tâm lý của họ vẫn chưa muốn kiểu đi ra ngoài đường nhiều ấy. Thì cái khu vực mua sắm này rất là rộng, mình lượn đến nửa ngày mà cũng chưa đi hết được tất cả những cái nhãn hàng, tất cả những cái cửa hiệu ở đây ấy. Mà bây giờ thì đã gần 6 giờ chiều rồi, cho nên là mình sẽ đi vào trong town của khu vực Vista để kiếm gì ăn và có lẽ là mình sẽ được kết thúc video tại đây. Chào mọi người, mình là Long. Nếu mọi người thấy video này hay, nhớ subscribe và bật thông báo để có thể theo dõi được nhiều video khác về du lịch và ẩm thực của mình mỗi tuần nhé.